Dạ chào mọi người ạ. Em đang mặc trên người một chiếc đầm ren thiết kế rất là đẹp. Chiếc đầm ren thiết kế hoa văn đấy ạ. Chiếc đầm này với giá 299.000 đấy ạ. Chỉ với 299.000 thôi các chị có thể mua được một chiếc đầm rất là đẹp, rất là sang trọng. Mình mặc đi dự tiệc, đi hội rất là phù hợp đấy ạ. Chiếc đầm em đang mặc trên người là màu da nhá các chị. Màu da ạ. Em đứng xa để các chị nhìn thấy dáng của váy ấy. Thiết kế hoa văn nổi, cực kỳ sang trọng và đẹp đấy ạ. Đường hoa văn rất là mềm mại. Phần ren ở tay và ở ngực cổ là phần ren hở ạ. Rất là sexy và sang trọng nha các chị. Và mẫu này shop đang sale với giá chỉ 299.000 thôi ạ. Hiện tại thì shop chỉ còn hai màu duy nhất là màu hồng ạ, màu hồng và màu be đây ạ. Chiếc màu hồng em đang cầm trên tay ạ. Chiếc màu hồng này mặc cũng cực kỳ là xinh ạ. Shop chỉ còn hai chiếc duy nhất thôi các chị nhá, hai chiếc duy nhất size S ạ. Váy ren body ôm nha các chị. Rất là đẹp và sang trọng nha. Em có thể xoay một vòng để các chị nhìn kỹ được ạ. Mặc là màu be rất là đẹp đấy ạ. Phần ngực và phần tay là ren hở nhé các chị. Đây là hoa văn dập nổi đấy ạ. Đường hoa văn rất là mềm mại và đẹp. Hàng có sẵn tại số 86 ngõ 10 phố mùng 8 tháng 3 nhé các chị. Mình có thể qua để lựa hàng xem trực tiếp đi ạ. Hoặc các chị có thể inbox cho bên em để đặt hàng ạ.